Lan Ngọc trổ tài cover nhạc Mỹ Tâm, chính chủ nghe xong chắc ngất xỉu mất thôi. Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc vừa cover ngẫu hứng nhạc của ca sĩ Mỹ Tâm, nghe xong cư dân mạng lập tức quên luôn bản gốc, đồng thời bày tỏ lo lắng cho số phận của những bản hit này. Trên kênh TikTok cá nhân của mình, Ngọc nữ màn ảnh Việt đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bản thân tập thành cover một số bài hát đình đám của đàn chị họa mi tóc nâu là Chuyện Như Chưa Bắt Đầu và Đâu Chỉ Riêng Em. Nhiều người cho rằng đây đều là bản hit lớn trong sự nghiệp ca hát của ca sĩ Mỹ Tâm, thế nên ắt hẳn Ninh Dương Lan Ngọc sẽ khá áp lực. Tuy nhiên, trong đoạn clip chia sẻ, có thể thấy nữ diễn viên vẫn giữ cho mình một tinh thần vô cùng thoải mái, tươi cười rạng rỡ khi hát Chuyện Như Chưa Bắt Đầu. Nhan sắc ít son phấn của Ninh Dương Lan Ngọc cũng khiến dân tình không ngừng tấm tắc vì quá xinh đẹp, trẻ trung. Dẫu vậy, giọng hát của diễn viên gái già lắm chiêu lại gây cười cực mạnh vì vừa vào câu hát đầu tiên, cô nàng đã để lộ dấu hiệu chênh phô. Thế nhưng, khi thể hiện một cách nghiêm túc thì giọng hát của Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá là khá ổn áp và mượt mà. Có lẽ vì không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, thế nên nữ diễn viên vẫn mắc phải sự cố chênh phô, lạc tông khá đáng tiếc. Chuyển sang cover bản hit 100 triệu view, Đâu Chỉ Riêng Em, Ninh Dương Lan Ngọc khiến dân tình không khỏi thích thú khi yêu cầu cameraman quay on shot trắng đen cho mình, giống hệt như bản gốc của đàn chị. Dù chuyển sang tông màu tối giản, nhưng nhan sắc của Ngọc nữ màn ảnh vẫn không bị lu mờ. Xem xong clip Lan Ngọc đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người nhận định cả hai bài hát của Mỹ Tâm đều được nàng này thể hiện khá mượt mà, dù vài chỗ vẫn còn chênh phô, nhưng họ đã không ngừng để lại lời khen khích lệ tinh thần nữ diễn viên, đồng thời hy vọng cô sớm ra thêm những bản cover nghiêm túc hơn trong tương lai. Được biết, tuy không theo đuổi con đường ca hát, nhưng trong quá khứ, Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng cho ra mắt một số MV ca nhạc như Gái Già Tuyển Phi Công, Gái Già Muốn Lấy Chồng, Yêu Em Phải Nói, được đầu tư vô cùng chỉn chu, chất lượng và thu về hàng triệu lượt xem vì yếu tố giải trí cao. Tại một diễn biến khác, Lan Ngọc đang bị Diệu Nhi phong ấn ở Chị Đẹp Đạp Gió Dễ Sóng 2023, dù cố gắng tấu hài vẫn khá mờ nhạt. Ngay từ khi chương trình công bố dàn cast, Lan Ngọc, Diệu Nhi là hai cái tên được dân chúng đặc biệt trông đợi. Tuy không phải những nghệ sĩ sở hữu giọng hát chất lượng hay vũ đạo cực đỉnh, nhưng xét về tính giải trí, kinh nghiệm tham gia show thực tế thì cặp sao nữ vẫn là ứng cử viên sáng giá, thu hút sự quan tâm từ khán giả. Dẫu vậy, sau 3 tập phát sóng, độ chiếm spotlight của Diệu Nhi lại có phần nhỉnh hơn Lan Ngọc. Tương tự như ở Sao Nhập Ngũ, bà xã Anh Tú khiến người xem cười ngất vì những màn tấu hài cực cuốn của mình. Xuyên suốt các tập đầu tiên, Diệu Nhi tích cực chuyện trò, tương tác và bày trò với các chị đẹp, sự phong phú về vốn từ, mảng miếng của cô nàng liên tục tạo bất ngờ cho khán giả. Đồng thời, nguồn năng lượng vô tận của nữ diễn viên cũng khiến người xem cảm thấy thoải mái và thích thú. Về phía Lan Ngọc, tuy gây ấn tượng với màn nhảy xoạc chân đến chấn thương, nhưng phần thể hiện của Diệu Nhi lại thu hút sự chú ý của netizen nhiều hơn. Đáng nói, không ai nghĩ bà xã Anh Tú sẽ lựa chọn bản hit Chìm Sâu của MCK cho vòng thi solo của mình. Đây là sân khấu hát solo đầu tiên của em, ra mắt làm ca sĩ hay không thì phải xem hiệu ứng sau bài hát này. Nếu mà hiệu ứng tốt thì em sẽ đi làm ca sĩ. Diệu Nhi hài hước khi trò chuyện cùng với ban cố vấn, dù rất tự tin nhưng cô nàng vẫn đội sổ ở tập 2 với 76 điểm. So với những chị đẹp khác, đây là điểm số khá thấp.